Ok, hello cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em Tính một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên cạnh đó thì em có để một cái mã QR code ở phía bên trái nha anh chị. Ở phía bên trái góc dưới màn hình thì có một cái mã QR code ở của room Zalo cộng đồng. Anh chị nào chưa tham gia vào nhóm Zalo cộng đồng thì có thể là quét cái mã QR này để tham gia vào nhóm cộng đồng, từ đó là chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau ha. Rồi có kế bên cái mã QR code của Zalo, đó chính là cái mã QR code để mở tài khoản SSI. Anh chị nhà đầu tư nào đang tìm một cái người đồng hành, một cái người tư vấn ở trên thị trường chứng khoán để cùng nhau có thể là kiếm tiền trên thị trường trong giai đoạn sắp tới, thì anh chị có thể quét cái mã này để mở tài khoản SSI dưới ID của em Tính là 2766 nha cả nhà. Đấy, thì khi mà anh chị mở tài khoản SSI, anh chị sẽ về đội cùng với em Tính, tham gia hệ thống khách hàng cùng em Tính để em Tính có thể là chăm sóc và hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị nhà đầu tư. Bên cạnh đó anh chị cũng sẽ nhận được những cái quyền lợi cực kỳ đặc biệt, ví dụ như là nhóm Zalo khách hàng, anh chị sẽ cập nhật thị trường, cập nhật những cái tín hiệu nguyên quán. Bên cạnh đó thì anh chị cũng sẽ nhận được cái gói VIP để sử dụng cái ứng dụng chứng khoán ATP, cập nhật những cái tín hiệu ba chữ cái trực tiếp hàng ngày ở trên cái ứng dụng này luôn nha cả nhà. Ví dụ như bây giờ mình không biết mua cái gì hết, thị trường nó rung lắc, mình không có biết phân tích kỹ thuật, mình không biết mua gì hết, thì anh chị chỉ cần cái ứng dụng chứng khoán này là anh chị sẽ có những cái điểm mua, dường như là hàng ngày, ngày hôm nay cũng có lệnh mua và ngày hôm qua cũng có lệnh mua, ngày hôm kia cũng có lệnh mua. Cho nên là anh chị chỉ cần cái ứng dụng này thôi là chúng ta sẽ có được những cái lệnh mua mà không cần phải tốn quá nhiều công sức, tại vì đây là những cái lệnh do bộ phận trader ở bên ATP lọc và post lên đây, thì nó sẽ đi theo đúng chiến lược Ichimoku và sẽ không sót bất kỳ một cái mã cổ phiếu nào nha mọi người. Ok, rồi chúng ta cùng bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Mất vốn nên có hành động thế nào đối với cổ phiếu? Thì thật ra là cái nội dung của cái video thì nó cũng không có thay đổi quá nhiều so với cái video ngày hôm qua. Với lại ngày hôm nay em cũng có việc bận một tí cho nên cái video của em ra hơi trễ, cho nên chắc em sẽ tóm tắt những cái ý chính và nói nhanh thôi. Dài dòng quá thì cũng không có quá nhiều thời gian, tại vì cái ý thì nó cũng không có khác gì so với ngày hôm qua. Ok ha cả nhà. Đó, thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay là mất thanh khoản, thì anh chị cũng có thể thấy rồi. Vậy thì cái mất thanh khoản này á, thì theo góc nhìn của em thì nó là cạn cung hay là nó cạn cầu? Đối với cá nhân em nha anh chị, thì ngày hôm nay chúng ta có thể coi cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên test cung, là một cái phiên test cung, tại vì đa phần các mã cổ phiếu ở thời điểm hiện tại cái mức tâm lý hưng phấn anh chị nó đã quay về lại cái vùng bi quan rồi. Cho nên là em đánh giá là cái nhịp ngày hôm nay á, nó là một cái pha test cung, tại vì thật ra nhìn cái độ rộng thị trường thì ngày hôm nay số mã xanh nó vẫn áp đảo số mã đỏ, và số mã đỏ thì những cái mã cổ phiếu nó đỏ thì nó chỉnh trở lại hoặc là nó test lại, nó không có quá nhiều. Ví dụ như một số mã như Novaland thì nó chỉnh 3,8% thì mình không nói, thì nó chỉnh 3,8%. Một số mã khác anh chị thấy nó chỉ có 2,2% như BET hay là VCG hay là đất xanh 2%, thì nôm na cộng hết tất cả những cái mã đỏ chi trung bình ra thì thật ra là những cái mã cổ phiếu này nó chỉ có test lại lanh quanh đó, đó là tầm khoảng 1%. Cho nên là để mà mình đánh giá là cung nó lớn hơn cầu thì thật ra nó cũng không đúng. Nếu mà cung lớn hơn cầu thì bây giờ là số mã đỏ nó phải áp đảo số mã xanh, mà ngày hôm nay thì độ rộng thị trường là số mã xanh áp đảo số mã đỏ. Ở chiều ngược lại thì số mã xanh thì nếu mà cộng hết tất cả số mã xanh lại chi trung bình ra thì anh chị cũng có thể thấy là nó tăng trung bình cũng là 1%, nhưng mà được cái là độ rộng là số mã xanh áp đảo, cho nên em đánh giá ngày hôm nay là một cái phiên test cung, và đây là một cái phiên cần thiết nha anh chị, một cái phiên cần thiết trước khi thị trường có một cái nhịp phục hồi kết thúc cái nhịp test lại ở đây. Ngày mai thị trường chúng ta sẽ chính thức mở cái khách sạn hút giá lên trong khung daily nha mọi người, trong cái khung daily, trong khung ngày ở đây nè, là sẽ có một cái vùng giá khách sạn hút giá lên quanh mốc là 1267 và kéo dài trong vòng 3 ngày, là ngày mai, ngày mốt, là ngày thứ hai và ngày thứ ba, kéo dài trong vòng 3 ngày. Cho nên là xu hướng của thị trường về cái mặt ngắn hạn sẽ là một cái có một cái nhịp phục hồi. Tuy nhiên em kỳ vọng nha, thì cái nhịp phục hồi này á nó sẽ vượt qua được luôn cả 1270, 1271 để phủ nhận lại cái cây nến giảm ngày hôm 10 tháng 9, từ đó sẽ tạo ra một pha xác nhận kết thúc cái nhịp té lại, rồi sau đó thị trường có thể là sẽ tích lũy thêm một tuần, hai tuần gì đó rồi trước khi bước vào một cái nhịp tăng mạnh trong giai đoạn sắp tới để bước vào uptrend nha cả nhà. Thì về cái mặt ngắn hạn là như thế nào? Về cái mặt ngắn hạn thì ngày hôm qua em có chia sẻ với mọi người đúng không, là thị trường đã về cái vùng cân bằng, vài phiên tới cần có một cái pha xác nhận kết thúc nhịp test, tại vì nếu như thị trường đi ngang ở đây quá lâu á thì nó cũng không tốt, cho nên là chúng ta chỉ cần một hai phiên test cung thôi. Ví dụ như ngày hôm nay chỉ có thể tính là một phiên test cung, cùng lắm thì nó test thêm một phiên ngày mai nữa thì qua tuần sau là bắt buộc nó phải hồi lên, hoặc là nó phải vượt qua ngay 1267, 1268 hay là 1270 đó, nó phải vượt qua ngay để nó xác nhận kết thúc một cái nhịp té lại. Còn nó chứ lình xình ở đây hoài thì thật ra nó cũng không có quá tốt, nó chỉ té đi té lại một hai phiên thôi, rồi tốt nhất là nó nên có một cái nhịp bật lên. Kéo nhóm nào thì em cũng không cần biết, nhưng mà tốt nhất là vẫn nên kéo những cái nhóm ngành chủ chốt, chứ đừng có kéo những cái nhóm ngành mà lẻ tẻ hoặc là những cái nhóm ngành con khác,
tại vì nó sẽ không có tác dụng là dẫn dắt thị trường. Cho nên là tốt nhất là vẫn nên kéo băng chứng thép bất động sản thì nó vẫn sẽ ok, một trong bốn nhóm đó, hoặc là kéo hai trong bốn nhóm, chia ra mỗi ngày kéo tầm khoảng hai nhóm là đều được, để giúp cho thị trường có một cái pha phục hồi lên, vượt qua những cái vùng kháng cự cần thiết, để từ đó là có một cái pha gọi là xác nhận kết thúc cái nhịp té lại ha. Rồi tâm lý hưng phấn của VN và VIN30 có hạ nhiệt tương đối và đã quay về vùng trung tính, nhiều cổ phiếu đã quay về vùng bi quan nha mọi người, nhiều mã cổ phiếu là tâm lý đã quay về lại cái vùng rất là bi quan rồi. Anh chị thấy như con MBS ngày hôm nay nó chỉ cần nó test lại thôi là cái tâm lý bi quan của nó lại cắm đầu sâu hơn so với ngày hôm qua, anh chị thấy không? Cho nên là những cái mã cổ phiếu như thế này mà test lại sẽ tạo ra cho chúng ta những cái cơ hội mua. Những cái nhịp kéo lên thì chúng ta sẽ không nên FOMO nha. Tại vì trong room khách hàng của em là em cũng có nói rất là kỹ với quý anh chị nhà đầu tư nè. Nhưng mà test lại giống như ngày hôm qua là chúng ta sẽ vào mua, giống như MBS ngày hôm qua mua được 26.4 26.5 á. Thì ngày hôm nay là nó quay về nó test lại 26.8, cho nên nếu ngày hôm qua mà anh chị đu cao quá, đu 26.8 hay là đu 27 27 chấm ít gì đó là sẽ lỗ ngay trong ngày hôm nay. Nhưng mà nếu như anh chị mua đúng ngày hỗ trợ, mua ngay những cái nhịp mà thị trường nó rung lắc test lại thì anh chị thấy sao? Nó rất là bình thường. Mặc dù là giai đoạn này chúng ta đánh T cộng cực kỳ khó, nhưng mà đoạn này em không nhắm tới những cái câu chuyện gọi là đánh T cộng anh chị. Em là em nắm giữ tới câu chuyện là mua gom và tích lũy để chờ thời. Còn đánh T cộng giai đoạn này thì thật sự cá nhân em là một cái người tư vấn, một cái người theo trường phái phân tích kỹ thuật em còn thấy khó, chứ nói chi là những anh chị nhà tư mà bán chuyên nghiệp, đánh T cộng nó sẽ cực kỳ khó nha cả nhà. Và giai đoạn này em thấy có một cái hiện tượng là nhiều anh chị nhà tư bắt đầu chán nản và muốn cơ cấu mã cổ phiếu này sang mã cổ phiếu khác trong giai đoạn các mã cổ phiếu đang rất là bi quan, thì em nghĩ đây là một cái điều không nên. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu của anh chị nó lỗ nhẹ 2-3% thì em nghĩ là còn cơ cấu được, nhưng mà nhiều anh chị nhà tư là lỗ rất là nặng nhưng mà vẫn muốn cơ cấu, dường như là anh chị rất là chán. Mặc dù anh chị có thể thấy nè, cái chỉ báo tâm lý này phản ánh cực kỳ đúng nha, tại vì nhiều mã cổ phiếu đi ngang mà cái tâm lý nó cũng muốn quay về cái vùng bi quan. Anh chị thấy như HCM nó sideways, nó tích lũy ở trên kháng cự nó có giảm đâu, nhưng mà cái tâm lý nó cũng đi xuống, đúng không nè? Hay là một số mã như là CTG anh chị thấy là nó có giảm đâu, thậm chí nó còn đi theo kiểu gọi là sideways up, nhưng mà cái tâm lý nó cũng đi xuống về lại cái vùng trung tính, đúng không anh chị? Bắt đầu có một cái hiện tượng là sau 3 tuần là cổ phiếu không tăng hoặc là thị trường không tăng là anh chị nhà tư tự động chán nản và muốn bán ra. Tại vì đa phần cái góc nhìn của nhà tư hoặc là đa phần cái trường phái của nhà tư giai đoạn hiện tại ở thị trường Việt Nam của mình là muốn đánh ngắn, muốn có ăn nhanh. Cho nên là trong vòng tầm khoảng 3 tuần trở đây thị trường nó không cho anh chị ăn được cái gì hết là anh chị bắt đầu chán và anh chị cảm thấy là thị trường nó xấu. Nhưng mà đối với cá nhân em thì em đã nhận định với một cách đây tầm khoảng 3 tuần, tính luôn cả tuần trước lễ nha, là em nói với anh chị là thị trường nó sẽ test lại sideways down. Thì cho tới thời điểm hiện tại là nó đúng như vậy. Và ngày hôm qua nó đã về lại cái vùng cân bằng thì em có thay đổi cái góc nhìn của mình đó. Thì đã về vùng cân bằng và kỳ vọng sẽ có một nhịp phục hồi, và cái nhịp phục hồi này tốt nhất là nó nên vượt qua được những cái vùng cản cần thiết để xác nhận là kết thúc té lại. Không nên bán tống bán tháo cổ phiếu tại thời điểm này, muốn cơ cấu thì chờ hồi. Cho nên em đánh giá trong vòng 3 phiên tới thì khả năng cao là thị trường nó sẽ có một nhịp phục hồi. Ngày mai thì thị trường nó nên lấp lại cái gap ngày hôm nay luôn, mở ra quanh cái vùng là 1253, thì ngày hôm nay sâu nhất chạm về được là 1256, 1255, 1256 gì đó. Nói chung cái gap này còn 2-3 điểm, cho nên em đánh giá là ngày mai nên lấp gap luôn, sẵn tạo được hai cái đáy, sẵn quay về test đáy hai trong cái khung đồ thị H1 á nhỉ, để từ đó có thể là tạo hai đáy, tạo nên một cái cấu trúc tăng trong cái khung đồ thị H1, rồi từ đó thị trường nó sẽ hướng lên lại cái vùng là 1267, 1268. Nhưng cái mức mà em kỳ vọng là thị trường nó nên vượt qua luôn cả 1270 để phủ nhận cái cây nến này luôn thì nó sẽ là tốt nhất nha mọi người. Cho nên em đánh giá ngày hôm nay đối với cá nhân em là một phiên test cung ok, và cái hành động của chúng ta đối với cổ phiếu là em vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ và chờ một cái nhịp phục hồi của thị trường để cơ cấu lại danh mục. Danh mục của em vẫn sẽ có mã cổ phiếu cần cơ cấu nha, tại vì danh mục của em cũng có những cái mã cổ phiếu nó đang lỗ, mặc dù không nhiều nhưng mà nó đang thể hiện cái sự yếu đuối của mình. Cho nên là sắp tới thị trường hồi thì em cũng sẽ có vài cổ phiếu em cơ cấu và nhiều mã cổ phiếu em sẽ giữ lại, tại vì nó khỏe mà. Cho nên là chúng ta sẽ giữ lại một số cổ phiếu và một số cổ phiếu chúng ta sẽ cần cơ cấu, thì cái tiền mà chúng ta cơ cấu những cái mã cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ đặt qua, chúng ta sẽ đắp qua gia tăng thêm những cái mã cổ phiếu khỏe chúng ta đang nắm, hoặc là kiếm thêm một số mã cổ phiếu khỏe khác để chúng ta mua thêm để chuẩn bị cho cái giai đoạn sắp tới nha cả nhà. Cái góc nhìn trung hạn của em thì em vẫn chưa có thay đổi gì nhiều. Thị trường sẽ lên 1400 đến 1450, loại cổ phiếu chú ý sẽ là blue chip và mid cap, ngân hàng chứng khoán bán lẻ nè, bất động sản thép, và một số mã cổ phiếu riêng lẻ khác vẫn là sẽ là một những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ là những cái nhóm ngành mà em hướng tới trong giai đoạn sắp tới. Kỳ vọng của em là tại sao thị trường nó lên được trên này thì vẫn là tỷ giá tạo đỉnh và thời kỳ bơm tiền. Thì anh chị có thể thấy là giai đoạn này là ngân hàng nhà nước là đang bắt đầu có gia tăng giá đô mua vào để bổ sung dự trữ ngoại hối, đúng không nhỉ? Rồi ngày hôm nay lại tiếp tục bơm những cái tin liên quan tới mua đô vào để tiếp tục đẩy Việt Nam đồng ra, thì đó là một cái bức tranh lớn hơn mà em muốn mọi người phải hướng tới. Tối ngày hôm nay thì bên Mỹ cũng có công bố ra một số cái thông tin liên quan tới PPI, nhưng mà cái thông tin quan trọng nhất là ngày hôm qua là CPI nó đã công bố ra rồi, và anh chị cũng thấy là diễn biến của thị trường Mỹ tối ngày hôm qua rồi, đúng không? Nó cũng rất là kịch tính,
thì cái thông tin PPI ngày hôm nay nó có tăng nhẹ lên, nhưng mà em nghĩ là nó không đáng kể nha, nó không đáng kể, tại vì cái con số của tháng trước nó là 0% và âm 0,2%, cho nên con số đợt này là công bố ra là tăng 0,2% và tăng 0,3%, thì thật ra là con số tháng trước nó là con số 0 và con số âm, cho nên đoạn này là tháng này công bố ra những cái con số nó phục hồi là câu chuyện rất là bình thường. Những cái số liệu về thị trường lao động, ví dụ như là đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì nó chỉ tăng nhẹ thôi, rồi số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp thì nó cũng ra đúng như kỳ vọng, cho nên là em đánh giá là cái tối nay là cái dữ liệu của Mỹ là không có gì xấu hết và cũng không có gì phải lo ngại hết. Ngày mai lại có thêm một số cái dữ liệu quan trọng, ví dụ như là kỳ vọng của nhà người tiêu dùng nè, đúng không, kỳ vọng của người tiêu dùng, rồi mức độ nhạy cảm của người tiêu dùng được các thứ, thì đó cũng là một số cái thông tin quan trọng. Nhưng mà giai đoạn này thì những cái thông tin này nó sẽ không có cái mức độ quan trọng, chắc chắn là nó sẽ không có bằng một số cái thông tin trong tuần sau, là vào ngày 18 tháng 9, ngày thứ tư tuần sau là Fed sẽ họp và đưa ra một cái mức giảm lãi suất cũng như là sẽ lên phát biểu, thì đó mới là cái ngày quan trọng. Và em nghĩ là giai đoạn này thị trường Mỹ nó sẽ bắt đầu cân bằng trở lại và bắt đầu sẽ bước vào một cái trạng thái gọi là đi sideways. Thị trường chúng ta là rơi vào ngày 18 tháng 9 hoặc là sau ngày 18 tháng 9 thì em nghĩ là cũng sẽ có những cái biến động nhất định nha. Thì 18 tháng 9 là ngay cái ngày Fed họp, còn ngày 19 tháng 9 sẽ là cái ngày đáo hạn phát sinh trong tuần sau. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó thị trường chúng ta sẽ có những cái biến động, nhưng mà theo cá nhân em thì em kỳ vọng là thị trường nó sẽ biến động theo chiều hướng gọi là tích cực nha mọi người. Góc nhìn của em thì em mong muốn là thị trường nó sẽ biến động theo chiều hướng tích cực. Giai đoạn này thị trường mấy năm mà rơi xuống tiếp thì em nói thật với anh chị nhà đầu tư là giai đoạn này mà thị trường nó biến động theo chiều tiêu cực thì em cũng chả biết là khi nào thị trường nó sẽ lên được. Cho nên là giai đoạn này em cực kỳ kỳ vọng và đặt niềm tin vào thị trường là thị trường nó sẽ đi lên. Về mặt phân tích kỹ thuật nó đều rất là ok, nằm trên giao găm, nằm trên mây. Về mặt vĩ mô trong nước nó cũng đang ủng hộ cho thị trường chứng khoán. Mặt vĩ mô ngoài nước thì hiện tại nó cũng chưa có gì xấu, đúng không anh chị? Chưa có gì xấu. Mà thật ra là thậm chí là nó cũng đang thể hiện một số những cái tín hiệu gọi là bình thường, thậm chí là tốt, cho nên em nghĩ là giai đoạn này không lên được thì em đánh giá là em cũng không biết chừng nào là thị trường nó sẽ lên, cho nên là em rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào thị trường giai đoạn này là thị trường nó sẽ lên ha mọi người. Cho nên là nếu mà ngày mai mà thị trường chúng ta tiếp tục có những cái nhịp rung lắc thì em nghĩ là anh chị có thể là tự tin gia tăng hoặc là tự tin mua thêm mua, mua mua mới đó, tự tin gia tăng mua thêm mua mới để có thể là kỳ vọng cái khách sạn hút lên 1267 thì chúng ta có thể là sẽ có những cái cơ hội gọi là cơ cấu ra đối với những cái mã cổ phiếu yếu hoặc là chốt lời một số mã cổ phiếu T cộng. Còn mã cổ phiếu này chúng ta nắm giữ để chờ thời thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm nha cả nhà. Thì anh chị thấy là hiện tại thị trường chúng ta cái mức độ tâm lý từ hưng phấn là đã về lại tới cái vùng trung tính rồi, thì đoạn này mà thị trường tiếp tục mà sideways hoặc là cho dù nó có hồi lên rồi nó tích lũy ở phía trên á, thì em nghĩ rằng là thị trường cái mức độ tâm lý hưng phấn nó từ từ nó cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Tại vì nhiều mã cổ phiếu bây giờ anh chị nhìn bên nhóm ngân hàng nha, BID là tâm lý hưng phấn về lại vùng bi quan này nè. CTG nó tích lũy đi ngang nó cũng về lại vùng trung tính, đúng không anh chị? Rồi một số mã như ACB ngày hôm nay nó tăng nhưng mà anh chị thấy cái mức độ tâm lý của nó nằm vẫn nằm ở vùng thấp. Rồi MBB là một số mã cổ phiếu ngân hàng nằm trên là tâm lý hưng phấn nó vẫn nằm ở những cái vùng thấp, không phải nằm ở những cái vùng quá cao. Rồi một số mã ngân hàng nằm dưới thì có VIB tâm lý hưng phấn nó quay về lại những vùng cực kỳ bi quan. Rồi nhóm bất động sản thì sao chị? Khang Điền là bi quan, trong khi đó nó vẫn nằm trên hỗ trợ, nó chỉ tích lũy đi ngang thôi, chị thấy không? Cổ phiếu nó chỉ tích lũy đi ngang thôi, nhưng mà cái tâm lý hưng phấn nó vẫn rất là bi quan. Khang Điền ngày hôm nay test cung đẹp nha này, ngày mai mà tiếp tục có một cái phiên thanh khoản thấp như này có khi chiều mai nó kéo hoặc là qua đầu tuần sau là Khang Điền nó kéo, cho nên em đánh giá là Khang Điền cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu anh chị có thể chú ý được khi mà nó test về lại vùng hỗ trợ 36.7 36.8, quanh quanh cái vùng đó càng gần đó là anh chị có thể là tham gia được. Hay là những cái mã cổ phiếu như Nam Long đó, nó cũng chỉ có tích lũy đi ngang thôi nhưng mà anh chị thấy là cái mức độ tâm lý hưng phấn nó cũng đi xuống, đúng không nè? Rồi đất xanh cũng vậy nè, trong một cái nhịp tăng quá mạnh trong giai đoạn vừa rồi mà nó chỉ cần nó giảm nó điều chỉnh xuống thôi 1/2 đoạn đường mà đã tăng thôi, thì anh chị thấy là cái chỉ báo tâm lý là bắt đầu nó quay về lại cái vùng bi quan. Ngày mai đất xanh mà nó nhúng xuống thêm tí nữa tầm khoảng lấp lại cái gap này hay gì đó thôi là anh chị sẽ thấy cái chỉ báo này nó quay về lại đây, thì đất xanh anh chị sẽ có một cái điểm mua nhanh, vậy một cái điểm mua đánh về cái mặt ngắn hạn. Phát Đạt thì sao? Phát Đạt anh chị thấy là cái chỉ báo tâm lý hưng phấn nó cũng đi xuống nè đó. Rồi một số mã cổ phiếu bất động sản khác cũng vậy, DG là nó nhúng sâu xuống dưới đây luôn. DG em nghĩ là vùng này đôi khi anh chị chuẩn bị trước nha, có thể nó sẽ nhúng xuống tí, nhúng xuống phá phá đi cái đáy cũ tí, đôi khi nó sẽ nhúng xuống nha, em chỉ nhắc trước để mọi người chuẩn bị tinh thần thôi. Chúng tôi nó nhúng xuống cái là anh chị bán tống bán tháo thì cũng dở. DG giai đoạn này nó cũng có khách sạn hút giá lên rồi, cho nên là cho dù nó có nhúng xuống thì em nghĩ nó cũng sẽ có một cái nhịp phục hồi lên lại cái vùng 23 cho tới là 23.5, cho nên anh chị nào mà có muốn bán á, thì em nghĩ là nên chờ nó hồi thì bán nó sẽ tốt hơn. Hay là một số mã như sale đồ này kia cũng vậy nè, tâm lý nó về tới đây hết rồi, cho nên là em nghĩ là giai đoạn tới thì sẽ phù hợp cho một cái gì phục hồi đối với thị trường chung hay là đối với những cái mã cổ phiếu. Rồi chứng khoán vậy thôi, chứng khoán thì nó đi ngang hay là tâm lý hưng phấn nó đi xuống thì BVS nó vẫn đang rất là đẹp ha.
thanh khoản ngày hôm nay bằng 1 phần 2 thanh khoản ngày hôm qua. Các mã cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay có một cái pha test cung rất đẹp, FTS rất đẹp anh nhỉ. Cho nên em nghĩ những cái mã cổ phiếu này chỉ có hàng thì tiếp tục nắm giữ, chờ một cái nhịp tăng của nó muốn chốt thì chốt, chứ đừng có chốt bây giờ tại vì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết nha anh nhỉ. Bán ra xong mà cũng chả có mã nào cho anh chị mua đâu, cho nên là em nghĩ là cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Cổ phiếu nó chỉ đi ngang thôi mà anh chị đã muốn bán rồi đúng không? Nhiều anh chị nhà tôi nhìn thị trường nó thấy ghê quá, cổ phiếu nó đi ngang 3 tuần rồi là anh chị muốn bán rồi, nhưng mà thật ra em đánh giá là thị trường nó đang tích lũy theo kiểu sideways down. Phải chi là thị trường nó đi ngang 3 tuần đó thì mình sợ, tại vì đi ngang trong tại một cái vùng điểm nhất định đó thì nó sẽ tạo ra điểm mua cho nhà đầu tư. Nhưng mà cái đoạn này là thị trường sideways down, có nghĩa là mỗi ngày nó xẻo miếng xẻo miếng xẻo miếng, cho nên là giai đoạn này là nhà đầu tư nản hết. Anh chị mà nản nữa là đúng là trúng kế luôn, trúng kế. Cho nên em nghĩ là giai đoạn này, cái phiên ngày hôm nay chúng ta có thể coi là một cái phiên test cung thanh khoản thấp, như vậy là đạt yêu cầu anh chị. Cái thanh khoản như này là nó thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây là em thấy là ok đó. Tại vì trước khi thị trường muốn lên á nhỉ là nó phải có những cái nhịp kéo lên để test cung, test coi là cái cung ở trên nó còn nhiều không thì nó mới kéo được. Là tại vì bây giờ nếu không test cung mà kéo thẳng lên luôn mà cái lực cung ở phía trên nó đè xuống lại một lần nữa thì rất là mất công đúng không nhỉ. Cho nên là phải có những cái pha liên tục test cung bằng cách có thể là kéo chỉ số lên, bằng cách là kéo nhóm trụ. Cho nên là anh chị thấy ngày hôm nay là sử dụng cái một số cổ phiếu trụ để kéo chỉ số lên, mục đích là để test cung thôi. Chứ ngày hôm nay em nghĩ là thị trường thật ra là cầu nó chưa vào nên chứ không phải là cầu nó yếu đâu. Cầu người ta bọc lót ở phía dưới. Em nói với anh chị cách nhìn bảng điện đúng không? Cầu là người ta lót ở bên này, người ta lót ổ bên này, xong rồi người ta kéo lên người ta test cung. Người ta chỉ cần tạo hiệu ứng lên test cung thôi. Cho nên là nhiều anh chị nhào để coi coi là cái cung ở trên nó có tiết ra không. Thì ngày hôm nay là cung nó cũng tiết ra nhưng mà nó yếu. Còn cầu thì chưa có cầu chủ động. Thị trường này em đánh giá là chưa có cầu chủ động, nhưng mà cầu bị động là vẫn có nha. Cầu bị động là kê bên này tương đối nhiều đấy, cho nên anh chị thấy là ngày hôm nay bull lên test cung, cung nó tiết ra nhưng mà cổ phiếu nó giảm ngược trở lại không có quá nhiều. Cho nên em đánh giá là cái cầu nó bọc lót ở phía bên trái này nè, nó tương đối tốt. Cho nên đó là lý do mà tại sao em đánh giá là test cung ha. Rồi cái chỉ báo sideways thì ngày hôm nay nó như thế nào? Cái chỉ báo sideways thì ở thời điểm hiện tại anh chị có thể thấy là cái William R nó đang hướng lên đấy, cái William R nó đang về lại tới cái vùng này mà đang bắt đầu hướng lên. Rồi cái chỉ báo stop RSI đang có tín hiệu là cái đường màu xanh cắt lên cái đường màu cam, thì nó mà cắt lên hẳn luôn thì nó giống bên này thì nó lại có một cái nhịp phục hồi ngắn lên nha mọi người. Cái William cái stop RSI này mà cái đường màu xanh cắt lên cái đường màu cam, cắt lên cái đường tín hiệu cái thì nó sẽ có một nhịp phục hồi. Tại sao em lại sử dụng hai cái chỉ báo này? Tại vì thị trường ở thời điểm hiện tại đang là thị trường sideways, chúng ta không thể nào sử dụng những cái đường MA bên phân tích kỹ thuật phương Tây được. Anh chị nào mà sử dụng những cái đường MA giai đoạn này là hoàn toàn sai lầm. Tại vì đường MA là đường xu hướng, có nghĩa là khi nào mà thị trường nó có xu hướng á, xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm á, anh chị mới xài các đường MA được. Còn không là anh chị phải xài những cái chỉ báo này để xác định biên trên và biên dưới. Giai đoạn vừa rồi thị trường lên tới cái vùng 1290 thì nó là biên trên, đúng không? Biên trên. Còn bây giờ nó quay về lại cái vùng là 1245 thì nó đang cho chúng ta thấy dấu hiệu nó chính là biên dưới. Cho nên tốt nhất là chúng ta vẫn nên chờ đợi một cái nhịp phục hồi của thị trường để chúng ta có thể là muốn cơ cấu gì thì cơ cấu. Còn những mã cổ phiếu nào giữ được là cứ giữ nha anh chị, chứ không phải là bán hết danh mục nha. Giai đoạn này anh chị cẩn thận nha. Giai đoạn này mà bán hết là cũng nguy hiểm đấy. Ok. Còn muốn cơ cấu gì thì cứ chờ một cái nhịp phục hồi thôi. Đây là cái chỉ báo sideways cho thấy rằng là thị trường sắp tới là có thể là sẽ có một nhịp phục hồi, nhìn theo phân tích kỹ thuật phương Tây ha. Còn phân tích Ichimoku thì bắt đầu từ ngày mai là có khách sạn hút giá lên 1267 thì cũng báo hiệu cho một cái nhịp phục hồi trong vòng 2-3 ngày sắp tới, thậm chí là bắt đầu luôn là từ ngày mai. Còn về cái chỉ báo xu hướng thì sao? Về cái chỉ báo xu hướng thì có thể thấy là cái chỉ báo ADX hiện tại là nó vẫn đang hướng xuống. Ba đường này nó vẫn đang suýt lại với nhau. Chỉ báo Arun thì hai đường này nó đang đi song song như vậy với nhau, thì cho thấy rằng là thị trường nó vẫn đang trong một cái trạng thái tích lũy chờ thời thôi. Tích lũy chờ thời, chờ những cái biến động. Thì anh chị cũng có thể thấy là ở đây Bollinger Band nó đang thắt lại. Thì khi nào mà nó bắt đầu nó thắt chặt lại thì bắt đầu nó sẽ có những cái biến động lớn. Thì tương tự là bên phương Đông á, là cái đường Tenkan-Kijun đồ á, nó sẽ chập lại với nhau thì nó sẽ đồng nghĩa với câu chuyện đó chính là tích lũy chặt nha anh chị. Cho nên là trước mắt đoạn này á, em hôm qua em có nói với anh chị á, để mà kỳ vọng, anh chị kỳ vọng là đoạn này thị trường nó sợ nó giống như này đúng không? Nhưng mà em nói với anh chị là để mà nó giống được như này á, thì ít ra nó cũng phải có một cái nhịp hồi như này để cho anh em cơ cấu ha, cơ cấu những cái mã yếu, giữ lại những cái mã khỏe. Thì khi mà anh chị giữ lại những cái mã khỏe thì anh chị trải qua cái nhịp giống như bên này thì em nghĩ là nó sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà em kỳ vọng là giai đoạn này nó khác rồi. Tại vì giai đoạn trước là thị trường chạm lên là 1300 thì cái tỷ giá nó vẫn còn neo ở mức cao và chúng ta cũng chưa có mua đô vào, và thậm chí giai đoạn đó chúng ta còn bán đô ra, cho nên là không có bơm tiền ra bên ngoài. Đấy, cho nên là mà giai đoạn này thị trường nó chạm lên đây thì nó có một cái chút, không phải là một chút đâu, mà một cái sự thay đổi lớn về vĩ mô, đó chính là tạo tỷ giá nó tạo đỉnh anh nhỉ. Tỷ giá nó tạo đỉnh, và ở thời điểm hiện tại là ngân hàng nhà nước đang bắt đầu là đẩy đô ra và bắt đầu là hạ lãi suất liên ngân hàng, rồi sắp tới là hạ lãi suất cho vay đồ các thứ để kích thích đi vay, cũng là một cái cách để bơm tiền ra.
À, cho nên là giai đoạn bối cảnh vĩ mô ở thời điểm hiện tại là nó khác so với cái bối cảnh ở bên này. Bên này là cái tỷ giá đô nó vẫn còn neo cao ở vùng đỉnh. Còn bên này á, là thị trường chúng ta đã có một cái tỷ giá gọi là tạo đỉnh rồi và đang có những cái kế hoạch bơm tiền ra trong những tháng tới, đặc biệt là sau 18 tháng 9 khi mà Fed hạ lãi suất xong thì mọi thứ em nghĩ là nó sẽ còn tích cực hơn. À, cho nên giai đoạn này chúng ta em cần mọi người là sẽ cực kỳ kiên nhẫn và sẽ cực kỳ nhẫn nại thì mới có thể là vượt qua được những cái giai đoạn này. À, mình em biết là nó đang rất là chán nản, thì cả bản thân em là một cái người tư vấn thanh khoản thấp như thế này thì nó cũng thật sự là nó chán đúng không vậy, 3 tuần rồi. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Phải có những ngày mưa thì chúng ta mới thấy được những ngày nắng. Cho nên là chúng ta cố gắng cùng nhau vượt qua ở những cái giai đoạn này thì nó sẽ tốt hơn. Thay vì chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta hãy nhìn nhận những cái nhịp test lại, những cái nhịp rung lắc về lại những cái vùng hỗ trợ ở đây thì nó sẽ là cơ hội để cho chúng ta gom hàng mua vào và chờ thời, hoặc là có thể là tìm ra được những cái cơ hội đánh T cộng đúng không anh, một số mã như là DG World rồi các thứ. Ngày hôm nay cuối phiên thì nhiều nhà đầu tư là không muốn nhận cổ tức cho nên bán ra thôi, ngày mai nó chia cổ tức thì nó bật lại, hay là con gas ngày hôm nay cũng vậy, nó cũng chia cổ tức. Con gas thì em nói với mọi người rất là nhiều rồi đúng không, ngày mai là nó chia, con này chia 6.000, anh chị nào muốn mua thì mua, hoặc là sắp tới anh chị muốn mua sau chia thì chờ sau chia mua cũng được, nhưng mà phải canh những nhịp mà nó rung lắc té lại. Hay là một số mã cổ phiếu chứng khoán anh chị chú ý, nó tích lũy được hơn 3 tuần rồi, nhiều mã cổ phiếu nó giữ giá được ở đây, ten test cung lại, thanh khoản đang giảm dần đều và thu hẹp biên độ, thì anh chị nên chú ý những cái mã cổ phiếu này. Mình có thể mình mua thăm dò khi mà bắt đầu có những cái tín hiệu mà nó bung lên cái là mình chỉ cần gia tăng thôi, chứ anh chị đừng có đợi nó bung lên rồi mới bắt đầu mua 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 mới nha. Anh chị thấy giai đoạn này thị trường nó đi sideways khó chịu không, anh chị mà mua cổ phiếu nào mà FOMO cái là qua ngày hôm sau nó test lại hết. Cho nên là giai đoạn này là mình đừng có FOMO. Đặc tính và bản chất của thị trường sideways là anh chị tuyệt đối đừng FOMO trong những nhịp kéo lên. Room khách hàng ngày hôm nay em cũng đâu có khuyến nghị mọi người FOMO đâu, góc nhìn của em về mặt ngắn hạn đã có sự thay đổi nè, thị trường sau khi sideways down về vùng 1245 1252 thì bắt đầu sẽ phục hồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần một cái pha xác nhận kết thúc nhịp test đẹp hơn là xuất hiện một cái nhóm ngành dẫn dắt để có thể tự tin đi lên vượt 1300 trong thời gian sắp tới đúng không nè. Nhịp hồi ngắn hạn sẽ là cơ hội để cơ cấu lại các mã cổ phiếu yếu và chỉ để lại các mã cổ phiếu mạnh trong danh mục, tuyệt đối không FOMO mua đuổi khi thị trường kéo lên, vì thị trường khả năng sẽ còn tích lũy thêm, cho dù có một cái pha xác nhận kết thúc nhịp test thì nó vẫn sẽ tiếp tục tích lũy trở lại, chẳng qua là nó báo hiệu cho chúng ta rằng là thị trường nó test xong rồi. Mấy anh cứ yên tâm đi, ai mà kiên nhẫn thì sẽ có quà, kiểu kiểu như vậy. Còn bản chất là nó xác nhận test xong thì nó vẫn sẽ tích lũy tiếp, chẳng qua là tích lũy trên một cái vùng ở trên cao nó an toàn hơn thôi. Sáng nay thị trường nhảy gấp up theo tâm lý Dow Jones rút chân mạnh tối qua, xíu nữa sẽ hạ nhiệt thậm chí là lấp gáp. Hôm nay em chỉ cần và đi kết nến trên 1260 thì cuối cùng là thị trường ngày hôm nay không kết nến trên được 1260 anh chị, mà nó đóng nến tại cái mức là 1256 và nó để hở một cái khoảng gap ở phía dưới, cho nên ngày mai nó sẽ lấp gáp và kỳ vọng là ngày mai tiếp tục thị trường nó sẽ phục hồi kéo dài cho tới qua tới tuần sau thì nó sẽ ổn hơn. Nên anh chị giai đoạn này đẹp nhất thì vẫn sẽ cần vượt qua 1268 và vượt qua được 1270 để xác nhận là kết thúc một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong giai đoạn vừa rồi là ok nhất nha anh chị. Còn nếu mà thị trường tiếp tục lựa chọn kịch bản sideways down hoặc là lình xình tích lũy ở đây tiếp thanh khoản thấp thì cái chỉ báo tâm lý này em nghĩ là từ từ nó sẽ đi xuống tới cái vùng bi quan, và cái chỉ báo stress này anh chị thấy bắt đầu nó cũng đi lên rồi anh chị thấy không, chỉ báo stress là bắt đầu đi lên rồi, mặc dù là thị trường 3 tuần thị trường nó sideways down là anh chị nản hết, cổ phiếu nó đi ngang là anh chị cũng đã đủ nản rồi. Cho nên là giai đoạn này rất cần anh chị kiên nhẫn và nhẫn nại một tí ha, biết là giai đoạn này nó khó khăn. Nhiều anh chị nhà đầu tư nói là tiền như này thì làm sao mà nó đánh lên được, thì em nói với anh chị nhà đầu tư là nó mà cho anh chị thấy có bao nhiêu tiền thì quá dễ rồi đúng không, nó mà cho anh chị thấy có bao nhiêu tiền trên thị trường ở giai đoạn này thì nó quá dễ rồi, không lẽ bây giờ nó xô tiền ra cho anh chị xem để anh chị nắm giữ cổ phiếu khư khư đó không chịu bán ra mà đúng không anh nè. Cho nên là em nghĩ là tại vì thị trường nó chưa đánh lên cho nên là thanh khoản giai đoạn này nó còn thấp, nhưng mà sắp tới thị trường đánh lên thì anh chị thấy dòng tiền nó sẽ quay trở lại, bắt đầu dòng tiền FOMO rồi nạp thêm tiền margin rồi các thứ nó sẽ quay trở lại thôi, chẳng qua là giai đoạn này nó đang ép xuống, đang giai đoạn là test lại lúc nào cũng vậy anh chị, thị trường sau một cái nhịp giảm mạnh phục hồi rồi test lại, cái nhịp test lại lúc nào nó cũng thanh khoản nó cực kỳ thấp, phải trải qua những cái giai đoạn gọi là dường như là rất là chán anh chị, thanh khoản dường như là mình tưởng nó là tiền đó, bây giờ nó không còn trên thị trường nữa, nhưng mà thật ra là nó không phải, tiền còn trên thị trường nhiều lắm, để trong tài khoản hoặc là lót lót ở dưới, chứ người ta không có mua chủ động, người ta không có mua lên, người ta chỉ chờ test, người ta lót ở dưới người ta mua thôi. À, cho nên giai đoạn này em đánh giá vẫn là giai đoạn gom hàng nhé, vẫn là giai đoạn gom hàng trong những cái nhịp test lại rung lắc của thị trường, giao găm mây to vẫn ở dưới, cho nên là chúng ta vẫn sẽ giữ được cái sự tự tin khi mà thị trường test lại. Khách sạn nó cũng sẽ có ở trên bắt đầu từ ngày mai, cho nên anh em yên tâm ha, không cần phải quá hoảng loạn và bán tống bán tháo cổ phiếu giai đoạn này. Thì cái nội dung của cái video nó sẽ là như vậy. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo. Cái livestream tối ngày hôm nay em sẽ phát vào lúc 9:30. Anh chị nhớ đón xem ha, để em có thể là hỗ trợ thêm cho quý anh chị nhà đầu tư để gọi là cơ cấu danh mục hay là
phân tích những cái mã cổ phiếu, nói thêm về cổ phiếu và nói thêm về thị trường. Còn cái video này em chỉ cập nhật ngắn gọn như vậy thôi. Anh chị nhà đầu tư nào có muốn tham gia về hệ thống khách hàng Vem Tín hoặc là về đội đồng hành cùng Vem Tín thì nhớ liên hệ với Vem Tín qua số Zalo trên màn hình 0866088044. Điều kiện là anh chị chỉ cần giao dịch ở bên công ty chứng khoán SSI dưới ID Vem Tín là được. Anh chị nào chưa có tài khoản thì có thể quét cái mã QR ở trên màn hình hoặc là liên hệ với em để em có thể là hướng dẫn mọi người mở tài khoản mới, hoặc là có thể chuyển ID về bên em nếu như anh chị đã có tài khoản nha anh chị. Bên cạnh đó thì anh chị cũng sẽ được nhận được những cái quyền lợi như là tham gia vào nhóm Zalo khách hàng để cập nhật những cái tín hiệu mua bán, cập nhật những cái tin tức rồi thị trường hàng ngày, thị trường trong phiên, cảnh báo rủi ro, quản trị vốn, quản trị rủi ro, rồi nhận được cái gói VIP để sử dụng cái ứng dụng chứng khoán ITB nha anh chị. Sử dụng ứng dụng này, gói VIP trên này miễn phí, điều kiện cực kỳ đơn giản nhưng mà anh chị thấy là quyền lợi rất là nhiều, để gọi là tạo ra điều kiện để giúp cho danh mục của anh chị nhà đầu tư có một cái hiệu suất nó cao hơn, sinh lời nó tốt hơn trong giai đoạn sắp tới, và chúng ta sẽ biến cái việc đầu tư nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, và tâm lý chúng ta cũng sẽ không bị dao động khi mà có một cái người đồng hành, đó chính là em Tính và cái ứng dụng chứng khoán ITB. Ok, một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, chúc mọi người có một cái buổi tối tốt lành, hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo. Bye bye cả nhà mình nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều.